Good morning cả nhà. Và đây là thằng Hot Boy. Sau một tuần vất vả thi cử, hôm nay mặt đã tươi rối rồi. Và đúng như lời hẹn thì hôm nay Hot Boy sẽ giúp cho Cindy đi tùm lum tà la công chuyện. Trong một tuần Hot Boy thi cử là mẹ không có được như vả, không được hỏi. No ask, no question. Bây giờ xong rồi thì về công chuyện. Và bây giờ thì hai mẹ con sẽ đi ngân hàng Wells Fargo đổi tiền 2 đồng. Thì thông thường đổi tiền 2 đồng mà chỉ có người Á Châu thôi mọi người. Bởi vì hệ thống ngân hàng biết người Việt Nam, người Á Châu thích tờ 2 đô. Bởi vì 2 đô la là ở Việt Nam là người ta nghĩ là lucky money, là may mắn, cái đồng tiền may mắn bỏ bóp. Nhưng mà đối với người Mỹ á, ngày xưa á, đồng tiền 2 đồng á, là đồng tiền không may mắn. Và trong tất cả các business nào mà có tiền 2 đồng là chủ tiệm ta đẩy đi liền, ta không có giữ. Bởi quan niệm của mỗi nước nó mỗi khác, có khi nó good ở nước này nhưng mà nó không good ở nước khác. Thì bây giờ họ bò chở Cindy đi đổi tiền 2 đồng. Tuy nhiên á, là không phải lúc nào nó cũng có. Thường thì hệ thống Wells Fargo nhà băng á, bây giờ người ta có người Việt Nam làm việc, cho nên ta biết là cái mùa Tết với mùa Christmas người ta hay thủ tiền 2 đồng lắm. Nhưng mà bình thường thì có khi có mà có khi không. Có nhiều khi người ta không có làm khó làm dễ gì mình, nhưng mà có nhiều khi là mình muốn vào đổi là mình phải nói trước người ta 1 tuần, rồi người ta sẽ lấy cho mình và sau đó mình trở lại để mình lấy tiền. Hy vọng là ngày hôm nay xin đi vô thì có sẵn, còn không thì tuần sau mới có. Mình chịu khó đi chút xíu thôi chứ không phải là người ta làm khó khăn gì mình hết. Đây là trên đường đi vô nhà băng Wells Fargo nha mọi người. Cũng cách nhà xin đi khoảng 5-7 phút. Hình như xin đi không làm thì ở Việt Nam Wells Fargo cũng đã có chi nhánh thì phải. Citibank thì xin đi xua đó, nhưng mà Wells Fargo thì xin đi không biết có xua hay không. Đây là mấy cây ATM của Wells Fargo. Bắt buộc tôi phải đeo mask hả? Xin đi đang ở trong nhà băng. Cô nhân viên bên kia người Việt Nam. Đây là trong cái kho bạc. Đây là cái chỗ mà người ta nhận đồ mình, donation mình cho mấy quần áo cũ. Và cũng là cái chỗ mà người ta phát thực phẩm cho mấy người nghèo đó mọi người. Bây giờ Hot Boy xuống bỏ đồ cho Cindy. Mấy cái quần áo của Cindy bận á, nhiều cái Cindy không thích nữa. Cindy bỏ đây cho người ta lọc lại cho mấy người nghèo. Đó là mấy cái phùng, cái thùng thực phẩm á. Mấy cái thùng thực phẩm ta cho mấy người nghèo có đăng ký mọi người. Bye bye. Hot Boy đầu nó cũng kỹ đó, đeo mask đó. Có Cindy là không. Đây nè cả nhà, hồi nãy Cindy vô Wells Fargo, Cindy đổi 2 tập, mỗi tập là 100 tờ, như vậy là 200 đồng mọi người. Để nguyên series vậy luôn. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu đổi 2 đô thì mọi người đi vô trong mấy cái nhà băng của mình đó nha. Và nhớ là phải mang theo thẻ nhà băng của mình người ta mới đổi cho mình, chứ không có đi ngang vô mình nói tôi muốn đổi tiền thì người ta cũng phải check, người ta phải báo cáo là người ta đổi tiền đó. Thì Cindy đổi được 400. Thì Cindy cũng quay cho cả nhà mình xem cách đổi tiền như thế nào. Rồi bây giờ Hot Boy chở Cindy đi ra ngoài center. Đó, người ta đang phát cơm á mọi người.
phát thực phẩm, xe đậu dài dài đây nè, mấy cụ bà cụ nhận đó. Nhưng mà thật ra thì đồ ăn cũng không có dễ ăn đâu, đồ ăn đồ hộp đồ Mỹ không à. Mấy cái đồ ăn á, là đa phần ở mấy chợ á, giống như còn tuần nữa hết đát á, là người ta đem ra vô đó người ta cho, rồi cái chỗ đó nó tiếp nhận, nó phát lại, người nào có nhu cầu xin thì tới lấy. Nó cho đồ cũng ok lắm. Có bữa thì sữa, trứng, phô mai, có khi nguyên con gà, rồi có khi thịt sườn được, nói chung là có gì nó cho đó, rau củ. Nhưng mà phần lớn là nó cho đồ của Mỹ, tại vì mấy cái chợ Mỹ thì đem ra đó nhiều hơn là chợ Việt Nam. Rồi giống như sắp sửa tới Thanksgiving nè, ngày lễ tạ ơn á mọi người, thì có khi nó cho cả nguyên một con gà tây luôn á, để mình đem về mình nướng đút lò đó. Nói chung là tùy theo đợt à. Mà xin đề thấy hầu như mấy người Việt Nam của mình, mấy bác lớn tuổi đi lấy cho vui vậy đó, chứ về không có ăn bao nhiêu đâu, xong rồi kêu người này cho, kêu người kia cho, thường là vậy. Còn tụi Mỹ, tụi Mỹ thì ô cái nhà hàng này đóng luôn rồi tí. Cái nhà hàng xin đi mới quay á, hồi xưa hả, nó đông tới mức độ mà hả, cầu có mấy chục người á, xếp hàng ngoài chờ ăn. Cái sau đó có một lần cái nó bán hàng sao mà người ta bị trúng thực á, cái nhà hàng nó tiêu luôn, đóng cửa luôn. Rồi sau nó có sang lại cho một cái chủ người Ấn Độ, nhưng mà thấy làm ăn cũng không khá, giờ là coi như tiêu luôn rồi đó. Đây là tòa thị chính, trước mặt Cindy là tòa thị chính của San Jose. Trời ơi, thiệt sợ luôn, bảo đảm bà này người Việt Nam, phải đem chặt đầu tôi liền. Trời ơi trời, đèn xanh ta đang chạy vậy đó mà phóng qua đường tấm bơ, thiệt sợ bà luôn. Người Việt Nam muốn đời kỳ trời, chờ chút xíu nữa rồi đèn xanh ta đi, đang đèn đỏ phóng qua đường lỡ xe người ta, bởi có nhiều người chết quan mạng mọi người. Vì mình thì thấp, mà mấy cái xe truck nó rất là cao. Nhiều khi mình quá, mình đi kiểu đó, mình ở trong cái tầm nó gọi là điểm mù á, là nó vớt mình là cái chắc luôn. Nhìn gì anh hai, thêm anh hai, à mày già, à mày gồ. Qua đường đèn đỏ mới ghê chứ. Đây là khuôn viên trường Stack San Jose. Trường San Jose Stack này nó nổi tiếng về đào tạo y tá. Chiều thường ở downtown là đường một chiều lên một chiều xuống. Ở bên Mỹ này nè mọi người, nói thêm chút xíu là theo như Cindy được biết là khi mà mình tốt nghiệp ra trường á, mình chỉ cần nói cái trường thôi là người ta biết cái học lực của mình nó như thế nào. Cho nên là hồi đó lúc mà hot boy học lên là ở phía dưới là nhà Cindy không có quan trọng. Giống như kiểu mà high school rồi lên mấy cái trường ở phía dưới này á, mình học soàn soàn cũng được. Có nhiều người cho con học trường tư, đầu tư tùm lum đồng ý là học trường tư, mấy trường này kia nọ thì con nó có thầy giáo, đội ngũ giáo viên dạy giỏi. Nhưng mà nếu mà học về đường dài á, là cái đỉnh điểm cuối cùng của cái bằng ra trường á, khi mình đi phỏng vấn hay là mình
xin việc đó là người ta dòm vô cái bằng là người ta biết mình tốt nghiệp ở trường nào, học lực mình như thế nào. Nhưng mà nói như vậy thì nó cũng tùy thuộc vào cái sự may mắn nữa. Có nhiều người đâu phải là cứ học mấy trường điểm, trường nổi tiếng, cái đường xuất sắc thì ra mới có job ngon đâu. Có nhiều người ta cũng đâu có bằng cấp gì cao, nhưng mà cuối cùng ta may mắn thì ta cũng được những cái job tiền rất là nhiều. Trước mặt xin đi là nhà may áo dài Bảo Hân, quá bự luôn. Thường thường tìm may áo dài đây hiếm lắm nha mọi người, nhất là ở Bắc Cali nữa. Nam Cali thì còn có chứ Bắc Cali hiếm lắm. Cái chỗ này đầu tư ghê không, cả trăm con mannequin ở trong cái tiệm luôn. Tiệm bán cây cảnh Nguyễn Hoàng. Ở đây hầu như người Việt Nam không à, chạy con đường này 90% là người Việt Nam. Xà thú của San Jose. Cũng bự ghê chứ. Đa số người ta vô trong này chắc camping nhiều, thú không có nhiều. Thú muốn nhiều thì phải lên trên vườn thú của San Francisco á. Wow, cũng dài cũng rộng chứ, kéo dài tới đây luôn nè. Mấy thằng nhỏ đua xe. Cây mới trồng, người ta tu bổ dần dần đó, là kéo dài tới đây luôn. Bây giờ hot boy chở cho Cindy đi vô cái chỗ gửi tiền về Việt Nam. Cindy có một cái chuyện cũng không phải là chuyện buồn, nhưng mà một chuyện cũng kể cho cả nhà mình nghe chơi chút xíu cho vui. Là Cindy có một người bạn thân, bạn phải nói bạn tuổi thơ của Cindy á, thì mới đây hai hôm thì cô này có nhắn trong message của Cindy nói rằng người em trai của cô nàng Úc á, bị đột quỵ mọi người, và phải đưa vô bệnh viện mổ gấp trên 5,000. Thì cô nàng có nói cũng lịch sự dễ thương lắm, cũng không có kiểu mà xin nhiều, chỉ nói là bây giờ người em trai bị đột quỵ vậy, xin mọi người 100-200 để mà lo cho cậu em mổ gấp. Thì xin đi thấy vậy thì xin đi hôm nay đi gửi về 200 cho bạn của xin đi, giống như kiểu gia đình thì cũng anh em cũng đông, nhưng mà chắc mỗi người giúp nhau tay chân rồi. Thì cũng thấy xin đi bạn đó có hỏi, thì cái chuyện mà giúp người nghèo khổ thì nó vô chừng đó mọi người, nó bao la mênh mông, thì xin đi cũng không giàu có gì. Thì thôi bạn nói vậy thì hôm nay xin thì gửi về cho bạn 200 để hùng thêm cho cái cậu em. Thì xin thì cũng biết cậu em, tại vì xin thì chơi thân mà, hồi nhỏ thì cậu em cũng gặp xin thì cũng dễ thương lắm, cũng giỡn hết, cũng chào chị, ai cũng lớn hết rồi. Bạn xin thì bằng tuổi xin thì cũng 55, thì xin thì nghĩ cậu đó ít nhất giờ cũng là 50 tuổi. Thì thôi cố ít lòng nhiều, có một chút xíu cái tình cảm thì tới người bạn như gia đình. Hồi nhỏ thì Cindy cũng không có anh em đó, nên cũng chơi vô nhà của bạn Cindy chơi cũng thân lắm. Thì thôi giờ Cindy vào Hoa Phát đi gửi tiền cho bạn. Và chủ đề hôm nay chính là Cindy đi đổi tiền 2 đồng. Thì Cindy cũng muốn quay lại để cả nhà mình ai có nhu cầu đổi tiền, thì nhiều khi có nhiều người rất thích 2 đồng, nhưng cứ đi ra ngoài đổi lung tung lang tam, cứ đi thẳng vô nhà băng mọi người. Và mình là khách hàng của nhà băng thì dĩ nhiên là người ta phải có cái trách nhiệm phục vụ ưu ái mình rồi. Có khi thì mình có liền, nhưng mà xin đi nghĩ có liền đó, tại nãy xin đi nói thì công manager ông nói với cái cậu nhân viên á, cậu vô kho cậu đổi liền cho xin đi.
Còn không thì giống như những cái mùa cao điểm Tết hoặc là New Year, người Việt Nam mình, người ở châu đã đổi nhiều quá thì người ta hẹn mình khoảng tuần quay trở lại, thì người ta cũng đổi cho mình hết à, bao nhiêu ta cũng đổi hết. Và xin thì nói lời cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip này, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip kỳ sau. Bye bye.